Chiều ngày 5 tháng 9, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Bùi Quý Khiêm xác nhận sáng cùng ngày, trong lúc đọc diễn văn khai giảng năm học mới năm 2023-2024, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim đã đột quỵ tử vong. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo bày tỏ, sự ra đi của thầy hiệu trưởng là một sự mất mát của ngành giáo dục, nhất là ngay trong ngày khai giảng năm học mới. Các chế độ sẽ được thực hiện theo quy định của ngành giáo dục hiện hành. Thầy hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim có trình độ thạc sĩ toán học, làm công tác giảng dạy từ năm 1999 đến nay. Thầy từng đảm nhiệm các chức vụ như hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Hòa Bình, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 5 năm 2022, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tràm Chim.